Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi một game kinh dị nha. Tóm lại là có 25.000 đô la trong cái tòa nhà bỏ hoang này. Mình sẽ vô đây để kiếm tiền mang về xài nha. Ở đây tối quá không cho đi nha. Cũng quá tối luôn không cho đi tiếp. Mình phải lên trên nha. Cũng quá tối luôn không cho vô. Rồi, ở đây thông tin về những cái thành viên gia đình Bendo này ở nơi bỏ hoang, chỉ có thể thấy vào ban đêm, được gọi là người bóng đêm, nơi họ thực hành những cái phù thủy rồi ăn thịt đồng loại và chủ nghĩa sa tăng. Rồi ở đây bắt đầu sáng đèn ha, mình sẽ đi chỗ có đèn sáng ha. Game này không cho chạy á, chỉ có đi bộ thôi. Có một cái gì tối đen thui ở đây, nhưng mà kẹt rồi không cho đi ha. Mình thấy hình dáng là giống như một con cún. Ở đây có một hình con cún được gắn cái đầu con người vô, không biết để làm cái gì. Đây mình có cây đèn pin ha. Thôi mình sẽ đi tiếp. Bên đây bít đường rồi nha. Cái con cún nó đây mất tiêu. Mình sẽ qua cái chỗ mà có con cún ở đây coi thử, nhưng mà không thấy. Dòng ra chỗ cũ nên mình sẽ lên lầu nha. Ở đây một con cún khổng lồ vừa đi qua. Còn cái cửa này thì bị chặn ha. Bên trong thấy không có gì hết. Cũng không tương tác gì được luôn. Mình sẽ đi về phía bên còn lại. Rồi có mấy người đang bị treo ở đây. Đây là 25.000 đầu tiên. Đây là cuối đường á. Đây có căn phòng. Cái con cún khổng lồ nè. Nhưng mà ở đây bít rồi ha, mình không thấy được hay vô được. Mình sẽ đi vòng ra nha. Chỉ mới kiếm được có 10.000 thôi. Cái này lúc nãy chưa có tấm hình, bây giờ lại có một tấm hình khác màu đỏ. Có vẻ là có tiếng sủa hoài. Ở đây dịch rằng một người có liên quan đến gia đình Bendo nó bị bắt. Người ta tin rằng anh ta là thành viên của cái giáo phái bóng đêm này. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta đã nói đến những cái sự kiện không bình thường.
đặc biệt là những cái thành viên trong gia đình Bendo này bị biến thành con cuốn ha. Rồi ở đây có thêm ít tiền nữa nha. Có vẻ là cái con cờ hó nó mới nhào vô mình nhưng mà xong nó mất tiêu. Đây mình thấy một cái cửa đã được mở ha, mình sẽ vô đây ha. Rồi 5.000 đô cuối cùng nha, coi như lấy được 25.000. Nhiệm vụ kêu là mình rời khỏi đây, nhưng mà ở đây báo là cái chìa khóa nằm ở trong một cái phòng nào đó tầng trên lầu ha, đến và lấy nó đi. Thì mình nghĩ là cái phòng của con chó lúc nãy có cái chìa khóa, bây giờ mình sẽ lên đó mình lấy cái chìa khóa. Đây giờ con bóng của một con chó sói nha. Vô đây nhìn thì không thấy gì hết. Có cái chìa khóa đây nha. Rồi sau khi mình lấy cái chìa khóa mình sẽ đi ra. Cái gì vậy? Tự nhiên camera bị khóa rồi. Cái gì vậy? Tự nhiên nó khóa ở phía trên, mình không thấy gì luôn. Là mình thấy cái phòng đó, tự nhiên mình nhìn ra là phía dưới có những con chó sói à. Chắc phải quay đầu chạy bên kia. À mấy con sói đang dí mình à. Rồi xong rồi. Xong. Cửa ra bị bít ha, bây giờ mình phải vòng cái đường khác. Nó đều camera khó nhìn quá. Rồi mình sẽ chạy nhìn về phía trước ha. Đây bít rồi nha. Cái gì vậy? Cái góc nhìn của nó khó định hướng quá. Tự nhiên mình bị kẹt vô cái góc đó là mình không nhìn thấy được cái gì hết. Camera dòng game này quá hẹp. Giờ mình sẽ cúi xuống mình đi cho nó nhanh nha. Rồi những con cờ hó không đuổi theo nữa, cửa được đóng lại. Ôi, hình đang tốt. Tối tăm dài ơi là dài, đi hoài không tới nơi. Tôi đi hoài không tới nơi vậy, bấm ship cũng không chạy được. Nó dài bao lâu đây? Có khi nào lỗi game không vậy? Rồi tới nơi rồi nha. Bên trái là bích đường, bên phải là có một cái người trong cái lồng có cái đầu lúc nãy đang nằm ha.
hết game. Trời ơi. Hình như game này tới đây là hết rồi nha. Hình như mình cũng chơi xong. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành ha. Chào mọi người.